Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục tác phẩm mới của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, có một người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Lập Thạch, quê hương miền đá dựng. Và mặc dù không được đào tạo bài bản về âm nhạc, nhưng bằng tình yêu cháy bỏng với âm nhạc, với thi ca, đặc biệt là với phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng và truyền thống văn hóa của gia đình. Thời gian vừa qua, anh đã sáng tác một số tác phẩm đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phát sóng. Và người mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tác giả Đặng Lê Hùng và ca khúc Về quê hương của anh. Mời quý vị các bạn quan tâm theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn tác giả Đặng Lê Hùng đã dành thời gian cho chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc ngày hôm nay. Thưa tác giả Đặng Lê Hùng, không biết rằng cái cơ duyên nào đã đưa tác giả đến với con đường âm nhạc? Từ nhỏ tôi đã cũng đam mê âm nhạc. Thế nhưng mà cái thời đó thì nó không có điều kiện để học hành. Thì lúc đấy tôi cũng chỉ gọi là đánh phập phùng với cây guitar, và đến khi vào bộ đội cũng thế. Thế sau đó thì bẵng đi đến mấy chục năm mình không sử dụng đến đàn nữa. Thế cách đây vài năm thì tôi trong một lần đi Hà Nội tình cờ tôi mua lại một cây đàn và tôi lại chơi lại và tôi thấy trong tôi là nó phát ra những cái giai điệu về quê hương. Thì tôi nghĩ rằng là tại sao mình lại không thể sáng tác một bài hát về quê hương, đem lại những cái âm hưởng về quê hương để người ta khi đi xa hay người ta trở về gần, người ta đều nhớ đến quê hương Vĩnh Phúc. Vâng, như vậy là chúng ta có thể hiểu với nhau rằng từ tình yêu quê hương đất nước, từ những hình ảnh tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm đã trở thành biển ký ức để tác giả Đặng Lê Hùng dẫn lối đến với con đường âm nhạc. Và chúng tôi cũng được biết rằng trước khi anh đến với con đường âm nhạc thì anh còn là viết văn, còn làm thơ. Vậy tác giả Đặng Lê Hùng phải chăng đó là những vần thơ đã chắp cánh cho âm nhạc của anh lên tiếng? Đầu tiên chính là tôi thích văn chương và tôi viết truyện ngay từ lúc khoảng 21-22 tuổi. Có những cái chuyện ví dụ như là vừa rồi tôi viết hai cuốn tiểu thuyết thì thực sự thì nó không in ấn như là viết trên Facebook và cũng được cái kênh Nguyện Truyện của YouTube người ta lấy người ta đặt. Bài Về quê hương thì đầu tiên là một cái bài thơ. Trong thơ thì có văn mà trong văn thì có nhạc. Về quê hương tôi có dãy Tam Đảo mờ xa, dòng Lô xanh biếc, có tháp Bình Sơn yêu dấu, ngàn năm rồi giữa mưa nắng hiên ngang. Đấy chính là lời thơ sau đó thì phổ thành bài hát. Vì sao mà tác giả Đặng Lê Hùng lại lựa chọn đề tài quê hương đất nước cho những tác phẩm sáng tác của mình? Ai cũng có một quê hương. Khi những bài hát về quê hương thường đi vào lòng người và người ta rất thích nói về quê hương mình, đặc biệt là những người đi xa. Quê hương ơi như khúc hát trong tim mình, mai đi xa còn ghi nhớ mãi, người mẹ hiền hôm sớm nuôi con. Mưa mùa thu rớt trên vai mẹ, nắng mùa hạ thiêu đốt trên lưng. Giá rét mùa đông cho mẹ thêm còng xuống, tóc bạc đi nhiều, thương nhớ đứa con xa. Ai cũng rất là muốn nói về quê hương, nhưng người ta có thể là người ta không đủ cái khả năng. Thì mình sẽ đại diện cho người ta để nói về cái quê hương mình. Thưa tác giả Đặng Lê Hùng, vậy tính đến thời điểm này thì tác giả đã sáng tác bao nhiêu ca khúc ạ? Tôi sáng tác hơn 10 ca khúc gì đó. Nhưng mà tôi mới thu âm thì tất cả có 5 bài. 5 bài, ví dụ như Chờ đợi nhân gian này, rồi là Nhớ cha này, rồi là Mùa thu xa vắng, rồi Về quê hương, Nhớ Hà Nội. Đấy, tôi sáng tác một bài hát về Hà Nội. Thưa tác giả Đặng Lê Hùng, vừa rồi chúng tôi được biết rằng ca khúc Về quê hương của anh đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vì vậy anh chia sẻ với quý vị khán giả xem truyền hình đôi nét về ca khúc này. Tác phẩm Về quê hương thì tôi muốn gửi gắm đến người con của Vĩnh Phúc những cái hình ảnh đẹp về đất nước. Nhưng cái hình ảnh đất nước đẹp như bây giờ không phải là tự nhiên nó có, mà có một cái quá khứ đau thương, bom đạn. Cái lúc là cầu Việt Trì năm tháng mưa bom. Vì cái hình ảnh cầu Việt Trì lúc này là nó thuộc tỉnh Phú Thọ, nhưng ngày trước là nó thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Cái bài hát này thai nghén từ những cái tháng năm nó còn đó, và những cái hình ảnh cũ, cha còn ôm súng đi ra trận, bà mẹ thức trắng đêm thâu. Những cái hình ảnh đó về quê hương thì để có cái cuộc đấu tranh của nhân dân và đấu tranh của đất nước thì người ta mới có một cái cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay, chứ không phải cuộc sống tươi đẹp là có sẵn tất cả. Đấy, cho nên mình muốn gửi gắm cái tình yêu quê hương vào cái bài hát và cũng nhắc nhở mọi người trân trọng nó và hãy nhớ đến những cái quá khứ xa xôi khi chúng ta còn vất vả, đừng đánh mất nó. Bao gian khó năm xưa giờ xa rồi,
quê đau thương chìm trong nước mắt, câu Việt chi năm tháng mưa bom, cha con ôm súng đi ra trận, những bà mẹ trông ngóng canh thâu. Tác giả Đặng Lê Hùng có thể chia sẻ một vài cái dự định của mình trong thời gian sắp tới ạ? Trong cái thời gian tới thì tôi có cái dự định là có thể là tôi sẽ ra một cái album, một loạt các cái bài hát của tôi sáng tác, nhưng hiện nay chưa có điều kiện để thu âm, để đưa đến khán giả những bài hát mà mình sáng tác ra. Nếu bài hát sáng tác mà không thu âm, không ghi âm thì nó chỉ là bài hát của riêng mình. Nhưng khi phải thu âm và phát trên các cái phương tiện thông tin đại chúng thì nó mới trở thành những cái bài hát của mọi người. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn tác giả Đặng Lê Hùng đã dành thời gian cho chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Xin được chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và sẽ tiếp tục có những tác phẩm âm nhạc hay hơn nữa, ngợi ca về quê hương Việt Nam nói chung và đất và người Vĩnh Phúc nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian còn lại của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc về quê hương sáng tác của tác giả Đặng Lê Hùng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Hồng Nhung. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chỉ năm tháng mưa bom, cha
khuya.